Ra hẹn chỗ ai mà đào bảo đào để em đi lại với xe mình luôn, tiếp theo qua xe mình luôn. Điệp lấy giúp em cái sổ báo hành với sổ báo giá nếu có nhé. Em ơi, Điệp ký xác nhận cho em một chữ ở đây vậy. Đây là cái phiếu kiểm tra tiếp nhận xe bên em ạ. Ghi lại số km hiện tại mình là 40.000, mức nhiên liệu mình sắp hết mức 1 ạ. Ok. Các hệ thống kiểm tra hoạt động xe là bình thường hết đấy nhá. Đèn có xi nhan lắp lô bình thường hết. Và phần thân vỏ là cũng bình thường, không xuất sắc gì cả. Ký xác nhận đúng không màn hình vậy. Ok, xin cảm ơn. Anh Điệp kiểm tra lại xe giúp em xem có tiền bạc đâu là gì giá trị thì cầm theo người giúp em nhé. Ok. Em mời lên nhà. Điệp cho em một tí mình tham quan lịch sử luôn. Em kiểm tra lịch sử thì lần bảo dưỡng gần nhất của mình bên em là ngày 6 tháng 3. Lần trước của mình là 35 thì là bảo dưỡng cấp 1 rồi. Trên cái đầu máy theo km thì là ngày của mình 40.000 là bảo dưỡng cấp 4. Cho nên một báo giá cho công trình bảo dưỡng cấp 4 đi. Khác một chút so với cấp 4 8 vạn là cấp 4 8 vạn có thêm dầu số và bù đi. Lần này thì mình chưa thay dầu số.
cho em tiếng cho phép nằm. Xin phép với anh điều báo giá nhé. Em không nhận cái báo giá này. Ở km này thì mình tương đương bằng cấp 4. Thì công bằng cấp 4 của mình là 1.215.000. Đó xe của mình. Thì sẽ ngồi công việc là kiểm tra hệ thống xe. Toàn bộ xe đang gầm. Xin lại ông cầm kiểm tra lốp, sửa chốt lốp, vệ sinh lòng gió, rồi điều hòa. Này của mình là có bạn thay nguyên bánh này. Vâng. Sẽ có là thay lòng gió điều hòa, gió động cơ. Thay cả nước làm mát, dầu phanh ạ. Nước làm mát dầu phanh của mình thì cứ 40.000 km mình sẽ làm một lần. Còn lọc nhiên liệu và là thay là 20.000 km làm một lần thì lần này của mình lần thứ hai. Làm gọi trong ngày. Vâng, gọi trong tiền công bảo dưỡng này hết ạ. 1.215.000 cả thay dầu máy lọc dầu ạ. Rồi gọi xe là miễn phí. Và tiền công bảo dưỡng cấp 4 của mình sẽ là 1.215.000. Còn phụ tùng vật tư thì của các bảo dưỡng thì sẽ có là dầu máy xe mình hết 4 lít, 168.000 một lít, tổng tiền là 672.000. Long đen làm kín lớn đầu là 13.000. Cái long đen dưới lớn đầu mỗi lần mình ship vào nó sẽ biến dạng đi và mình không nên tái sử dụng lại cái long đen này để tránh ngậm dầu từ bên trong các xe ra bên ngoài. Lọc dầu động cơ của anh thì 10.000 km thay một lần là 105.000 một cái. Lọc nhiên liệu là 690.000 thì cái này là cứ 20.000 km mình sẽ thay một lần. Nó nằm ở dưới ghế của anh, cái bình xăng này. Bóp ghế ra và thay. Lọc gió động cơ khuyến cáo nhà máy là 20.000 km thay một lần là 290.000 một cái. Lọc gió điều hòa 20.000 km thay một lần là 385.000. Nước làm mát là 40.000 thay một lần. Thì nước làm mát mình có 6,3 lít dầu phanh 20.000 40.000 km thay một lần 270.000. Nước làm mát một chai là 235.000. Tổng tiền phụ tùng của anh sẽ là 3.201.800 đồng. Tổng tiền trước thuế anh là 4.116.800 đồng và sau thuế tổng tiền anh thanh toán cuối cùng sau thuế là 4.858 đồng. Anh kiểm tra lại báo giá ký bên cơ quan xác nhận luôn. Ok. Mình làm nhanh lúc em nhé. Mọi người ký đây. Xe mình làm mất khoảng 3 tiếng được chứ. Em mới được phòng khách ngủ nữa. Trong quá trình bảo dưỡng thì vaccine thì em báo lại em xong. Ok, xin cảm ơn. Cùng đủ anh nhé. Alo, tấn em gửi lệnh cho 4 đi. Ok, anh xin dừng. Alo, tấn em gửi lệnh cho 4 đi. Ok em ơi, sẽ làm gì em ơi? Ok. Trong quá trình bảo dưỡng thì sao mình không thể phát sinh đấy phát sinh gì không? Đây là cái sửa chữa nên phải bốn thì đây là cái thiếu chất xin bảo dưỡng. Xe mình hôm nay làm cấp 4, đây là có 4 hạng mục, 4 có trên này có 4 cấp. Em giải thích qua cái phiếu chất xi bảo dưỡng bên em một chút. Đây này có mình, xe mình làm bảo dưỡng cấp 4, ở đây là có 1, 2, 4, nếu một mình làm vào hàng này 4 nhỏ. Ở đây trên này thì có phần kiểm tra bên trong khoang động cơ. Ở đây là khung phần khoang động cơ đây trong xe. Là lốp, ma phanh, hộp số và khung gầm. Trên này thì có các ký hiệu như là KT, ở đây là kiểm tra KM là kiểm tra bằng mắt, KT là kiểm tra bằng đo đạc. Đó, vâng. Phần TT thì sẽ là thay thế. Có một số hạng mục em đang để chống như là cái dầu chỉ được lái, xe mình sẽ lái điện thì sẽ không có cái dầu này. Okay. Dầu ly hợp xe mình là sẽ số tự động. Về phần má phanh, điểm phanh lốp mình đang bình thường hết. Okay. Chưa bị mòn quá giới hạn. Trên này có chữ ký của kỹ thuật viên và xác nhận của quản đốc.
anh kiểm tra và ký nhãn với 1 triệu gốc này. Sao mình tất cả bình thường không thì phát sinh đấy. Okay. Xin cảm ơn. Em gửi anh quyết toán sau thì chữa bên đây. Nó không trình lệch với nhau, kiểm tra và ký với xác nhận với khách hàng luôn. Ok. Lần bảo dưỡng tiếp theo của mình thì sẽ là vào 45.000 phía bên, và sau mình làm cấp 1. Em mời cho mình kế toán luôn. Thank you.